Dạ vâng, gửi lời chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Thì hôm nay em quay qua cái mô hình trại ong của gia đình nhà em. Thì trại ong của nhà em thì để ở khu vực gần nhà các bác nhé. Thì cách nhà tầm hơn chục cây thì đi lấy mật keo này. Đây là những cái cánh rừng keo này. Thì đi lấy mật keo và mật rừng. Thì gia đình nhà em bây giờ hiện tại là còn hơn 100 đàn. Đấy, cũng quay lên là xem bác nào có nhu cầu cần về ong giống thì em sẽ để cho các bác những đàn ong giống đẹp. Thì thế ong hiện tại của gia đình nhà em thì bây giờ đang là thế 3, 4, 5. Đấy, có thùng 3 cầu, có thùng 4 cầu và có thùng 5 cầu. Nếu các bác mua thì sẽ được chọn lọc những cái đàn đẹp nhất. Đấy, tướng trẻ, cầu vuông, nhộng đông. Mật, có mật rồi. Mùa này thì nhà em khai thác được 3 vòng rồi. Đây là cái mô hình để ở chỗ khu vực này. Thì các bác mua ong giống thì bác nào mà mua ở gần thì em sẽ gửi xe. Còn bác nào ở xa mà mua với số lượng nhiều thì em sẽ đánh cả xe đi ra. Đấy, ong tới nơi thì các bác mở thùng ra kiểm tra. Đúng như em giới thiệu thì các bác mới phải thanh toán. Bởi vì ong này thì gửi đi cho các bác là gửi những cái đàn đẹp. Đấy, đàn ví dụ như là cầu vuông, tướng trẻ, nhộng đông thì em mới gửi. Cái lô này là chưa khai thác này. Còn những cái thùng bỏ lắp ra là đang khai thác nhé các bác nhé. Đấy, trên đây thì anh đang làm việc đây. Thì gia đình bây giờ chỉ còn hơn 100 đàn thôi. Bác nào mua ong giống vào cái thời điểm này là rất là hợp lý. Đấy, thì ong đang lên rất là mạnh. Cái thứ hai là với cái thời điểm hiện tại bây giờ thì ong giống giá cả rất rẻ các bác nhé. Đấy, các bác mà mua về thì vẫn khai thác được mật bạch đàn. Và đến mùa đông thì các bác có thể khai thác được mật bạc hà hoặc là mật cây xẻ ba. Khu dưới kia còn rất là nhiều. Đây là khu trên thì em đang khai thác ở trên đây. Thì cũng tiện thể quay video cho các bác cùng xem. Còn cả khu dưới kia nữa các bác. Khu dưới kia thì tí đánh. Đây, đánh nốt ở chỗ khu vực này thì đánh. Thùng này thùng 4 cầu. Ong rất là đông nha các bác nha. Thì vừa rồi, hai hôm vừa rồi cũng mưa. Nó bít lắp hết rồi. Mưa mất hai hôm thì ong nó ăn mật thì ăn mất nhiều. Thì bây giờ cầu nào được thì mới khai thác thôi, còn cầu nào không được thì không khai thác. Thế với cái giá cả mật hiện nay thì mật keo này gia đình em không bán các bạn. Chỉ bán những cái mật từ hoa thôi. Còn mật tiết từ cây ra thì không bán. Mật đấy nó không đảm bảo. Em sẽ quay qua xuống cái khu vực dưới. Đây, khu vực dưới đây thì anh em trong tổ khai thác thì đang khai thác ở bên đoạn dưới đây. Còn bên dưới đây vẫn còn mấy chục đàn này. Thì khai thác nốt vòng này thì em sẽ chuyển bớt một số đi khai thác mật bạch đàn. Đấy, còn giữ lại ở trên đây để gột những cái đàn 3 cầu, gột lên đến 4 cầu rồi đến tháng 11, tháng 10 thì bắt đầu đi lấy mật bạch hà ở trên Hà Giang. Đây, khu dưới đây còn mấy chục thùng nữa. Thì địa hình để thì thường thường các bác làm thợ nuôi ong thì cũng biết rồi, để cứ gần nguồn là tốt. Đây thì những cái khu vực nguồn thì nó ở chỗ phía trước kia, cách đây tầm khoảng tầm 300-400 mét thôi. Xung quanh bốn bề là keo hết các bác nhé. Đây là một cái eo gọi là thung lũng. Đây em sẽ ra đây quay cái khu nguồn cho các bác cùng xem. Còn ong thì để khắp vườn luôn. Thì vừa rồi các bác cũng bắt cũng rất nhiều, bán cho các bác rất nhiều ong giống rồi. Phản hồi lại là ong rất là đẹp. Các bác cũng muốn mua thêm. Đây, khu vực nguồn bốn bề là cánh đồi nha các bác nhé. Tuyền đồi keo thôi. Tuyền cây to thôi. Đây, khu vực này thế này. Còn cơ sở nhà em thì là ở Bắc Giang. Đấy, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Còn em sẽ để hai cái số điện thoại ở góc màn hình video. Thì các bác cần những cái vật tư, ví dụ như vật tư nhỏ hoặc là vật tư lớn như con ong giống hoặc thùng quay mật là bên em đều cung cấp. Cung cấp tất cả các vật tư về ngành ong, từ ong nội cho tới ong ngoại. Còn video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Chào toàn thể các bác.